Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 30 tháng 8, tại ngõ 72 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, một đối tượng có hành vi cướp giật đã bị người dân trong khu vực tóm gọn. Trước đó, tại đầu ngõ 4 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, lợi dụng lúc vắng người, đối tượng này đã giật điện thoại của một người đi đường và bỏ chạy sang khu vực đường Chiến Thắng, phường Văn Quán. Nạn nhân sau đó chi hô và được người dân quanh khu vực hỗ trợ truy bắt tên cướp. Chạy đến ngõ 72 đường Chiến Thắng, đối tượng bị người dân tóm gọn và báo cho lực lượng công an đến để tiếp nhận. Mình đang trực ở đây thì có một cậu đang đứng theo dõi, có một cô bé giao một cái hàng cho một khách ở trong ngõ. Thì cô bé đang cầm điện thoại thì bất ngờ có một cậu thanh niên đứng ở đấy cách khoảng 5 mét thì cướp một cái điện thoại của bé đang gọi cho khách. Chạy qua đường, chạy sang đối diện đường bên kia, sang đường bên kia thì khi mình nghe thấy tiếng cướp thì mình bắt đầu phi xe máy dồn theo. Mình cảm thấy mình cũng rất là vui khi mình đã giúp được cô bé đấy lấy được cái tài sản của mình. Cảm xúc là mình thấy là cũng là một cái trách nhiệm của mỗi một công dân. Vì hành vi cướp giật xảy ra trên địa phận phường Mộ Lao, nên công an phường Văn Quán sau khi có mặt đã áp giải đối tượng về trụ sở công an phường Mộ Lao để bàn giao, xác minh và lấy lời khai các bên liên quan. Ban đầu đối tượng khai nhận tên Trần Thế Anh, sinh năm 1999, quê quán Nghệ An. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.